vụ nổ ở cục thuế Bình Dương do khủng bố. Ngày 25 tháng 10, Trương Dương, ngụ thị xã Dĩ An, bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều 113 Bộ luật hình sự. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân xảy ra tại cục thuế tỉnh Bình Dương. Quá trình điều tra vụ án xác định, đối tượng Trương Dương sinh năm 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm, là thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hiện đang định cư tại Mỹ. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại điều 113 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào hồi 09 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2019, đã xảy ra vụ nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Công an, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở đặt tại Mỹ, tiền thân là Tổ chức Tân Dân Chủ, người cầm đầu Đào Minh Quân, Đào Văn tự xưng là Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bộ Công an cho hay, những người cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã chỉ đạo vụ ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8 tháng 4 năm 2017. Tổ chức này cũng đã tham gia đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 22 tháng 4 năm 2017 và 15 người đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời còn bị cáo buộc lên kế hoạch gây cháy nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy xí nghiệp, nhưng cơ quan chức năng Việt Nam đã ngăn chặn được. Bộ Công an cũng đưa ra khuyến cáo, người nào tham gia tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức này sẽ bị coi là phạm tội. Hành vi sẽ bị xét xử theo quy định của pháp luật về tội khủng bố, tài trợ khủng bố, căn cứ Điều 299 và Điều 300 Bộ Luật Hình sự 2015.